Thì từ đó ông chặt ngón tay là ông không nói không cưới vợ nữa. Không cưới vợ và không quen bạn gái. Chú ông Tư là tuổi ăn dưỡng mà không có con cái thì lúc đó ông Tư nghĩ suy nghĩ như thế nào? Tôi thì phải mà tôi nghĩ phải tôi nuôi nó hồi còn nhỏ. Tới bây giờ thì con tôi chắc nó cũng không có chứ ghế tôi đó đâu buồn. Bị tôi bỏ con tôi hồi còn nhỏ. Rồi bây giờ con tôi được lập gia đình. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng. Và phía bên kia là cái chiếc ghe của ông Tư. Mà cách đây khoảng hơn 5 ngày trước, Bùi Hồ có quay về cái hoàn cảnh cuộc hội ngộ tương phùng đã lấy đi nước mắt của rất là nhiều người, cũng như là đồng cảm với cuộc sống của ông Tư cũng như là những người con của mình sau hơn 31 năm thất lạc. Và hôm nay thì Bùi Hồ muốn quay trở lại đây, tìm hiểu về cái cuộc sống ông Tư, tại sao đến thời điểm này ông Tư lại chưa về với lại con của mình, và cái nguyện vọng của ông muốn như thế nào. Thì Bùi Hồ và Đạt cũng như là Út Đồng Tháp sẽ cho ông thực hiện một cái ước mơ, đó là trở về quê xưa sau 31 năm rời bỏ gia đình để mà tìm một cái cuộc sống mới như cô bác quý vị. Ông Tư nhớ con không? Nhớ. Hồi sao nay thấy ông Tư trầm tư vậy? Chào ông Tư nha. Dạ. Đây à. Bán hết rồi, bán ra chai trên ghe hết rồi. Mới lượm được mới dầu vô cái sạp rồi. Bán chưa ông Tư? Bán hổm vớt rồi, bán rồi. Được nhiêu? Được có 100.000 à. Trời ơi, ngon rồi. Có cái sắt đó ha. Giờ có cái sắt đó. Bán được 100.000. Dạ. Ủa có cây sắt ở đâu nữa? Có chân vàng giáo ông Tư lượm được. Cửa vàng giáo cái chú đó cho bỏ mua giùm đó. Đèn năng lượng hổm gài đó ông Tư xài sáng không? Sáng. Dạ. Em không? Em. Dạ. Đó, ông Tư dán xài lòng bát luôn á. Dạ. Nhức nhức chân không Tư? Nó nhức thì nó không nhức mà nó tê. Dán thấy hiệu quả không Tư? Dán thấy nó cũng đỡ đỡ. Tụi con đến đây nè, muốn hỏi ông cô chú anh chị á, cũng thương ông, đồng cảm với cái hoàn cảnh của ông. Thì không biết là sau cái ngày hôm đó thì cảm xúc của ông Tư như thế nào? Sau ngày mà gặp được chị Cẩm Hường á. Thì cũng mừng con nó nhìn được thì tôi cũng mừng. Nhưng mà đi về giới chắc tôi không về, bởi vì bên vợ tôi với tôi thì nghịch cảnh dữ lắm. Và vợ với thằng em vợ nó hết tôi bởi tôi bỏ vợ bỏ con luôn cái việc này. Nhưng mà hôm bữa chị Cẩm Hường nói là ông Tư về ở chung với chị mà chị giờ đang ở riêng mà. Ở riêng nhưng mà cũng ở gần bên đó, bên vợ. Không, nhưng bây giờ chị muốn báo hiếu cho ông. Thì ông ở chung nhà trọ có rau ăn rau có muối muối không ở chung với bà Tư? Không, như con tôi có hiếu thì giờ nó biết tôi ở khu vực này rồi đó. Bây giờ lâu lâu nó về thăm tôi là được. Chứ về dưới là được, lấy về dưới tôi sống không nổi. Nhưng mà câu hỏi ông Tư nè, nếu như 100 tuổi già, ông Tư không còn đi nhặt phế liệu được nữa, rồi ngủ đêm hôm mưa gió lạnh lẽo như thế này nè, rồi lỡ mà có ốm đau, ông Tư sống gì ai lo cho ông Tư? Thì tôi có nhiêu, tôi lo nhiêu hết thì lên nhà chị có gì đâu. Tôi giờ chỉ còn giây phút đó thôi. Ý con nói sức khỏe kìa, ví dụ bệnh hoạn, ví dụ như có chị Cẩm Hường á thì có thể là ông Tư già thì có thể đưa ông Tư đi bệnh viện, đi bác sĩ được. Còn giờ ông Tư lỡ nữa đi mà ốm đau rồi biết kêu ai? Thì ốm đau tôi cũng phải chịu thôi, chứ giờ về dưới tôi cũng về, bởi vì con á thì cũng còn rể, trai cũng còn dâu. Thì sống hoàn cảnh nếu mà tôi giờ phải còn sức khỏe, tôi có tiền rồi á, thì vậy thì dâu con với rể nó thương. Còn như mà tôi không tiền với vào cảnh tôi không nổi, tôi ngồi chỗ vậy rồi con cứ lo thì khi dâu nó buồn nó thì đổ gia đình đã hai ba đứa con rồi lo không muốn nổi, giờ rước đổ cái ông lết vậy rồi về nuôi đó, thành ra nó cuồng kẹt cho tôi. Nhưng mà chị Hường là sống có với hai đứa con à, cũng đã ly dị chồng rồi. Đúng thì chị rồi, sống có một mình thôi. Tôi không có gì, tôi chỉ nghĩ là gì cũng được.
tôi với em vợ tôi là ngày trước. Không ngờ ông Tư với chị Hường có liên lạc không? Sao mấy đứa điện nó không được? Ông Tư điện không được. Hay là hết tiền điện không được không biết. Vậy là không có về giữ được luôn hả? Hả? Ông Tư, ông không có chịu về Cà Mau luôn hả? Không. Tôi giờ theo tôi vô được cái ghe rồi vớt về chừng nào tôi chết thôi. Dạ. Ông Tư nói sao? Rồi chừng nào tôi kiếm tiền tôi mua được cái ghe như vậy rồi nói chừng nào tôi chết thôi chứ tôi không về giữ. Cũng lên đến mấy chục năm rồi, con mình thì cũng đã cố gắng để tìm lại được cha mình để mà mong một ngày đoàn tụ. Mọi người đều cô chú anh chị cộng đồng ở trên mạng á thì cũng mong rằng ông Tư sẽ sớm quay về với lại con mình. Thì nếu như mà không hợp với bà Tư thì có thể sống chung với chị Cẩm Hương. Không, con tôi không sống mà vợ thì giờ có chồng rồi. Dạ. Dạ, dạ, con tôi không nói. Dạ, dạ, bà Tư thì có gia đình riêng rồi. À. Mà giờ con tôi thì cũng ở trong mảnh đất của bên vợ tôi, cũng kế mẹ đó đó. Hôm bữa con nghe chị Cẩm Hường nói là chị thuê một cái căn nhà ở riêng. Thì thuê vậy mà sau này là nếu lập gia đình nữa thì về đó cất cái bên nhà mẹ đó. Mà lên bờ ngồi che cái lung gì ở cũng được. Tôi nói giờ mấy công việc cháu này đó là cô bác thì quá cũng lên luôn chứ. Chứ không có ai ghét từ lớn đến nhỏ. Nếu mà tôi có đau bệnh thì cô bác cũng là cho tôi một vài viên thuốc thì uống, nếu hết không hết thì tôi chết chứ là tôi không có mong là tôi gì vậy là thật. Ngày xưa ông Tư là với bà Tư là sống với nhau bao nhiêu năm? Sống được 5 năm. 5 năm. Dạ. 5 năm rồi có anh Sầm Hân. Ờ, có Cẩm Hường mới đó Sầm Hân. Thì có một cái sự cố đó là ông Tư mới đi luôn đến giờ. Đúng rồi. Cũng biết, ông Tư cũng biết đường về dưới nhưng mà ông Tư hứa lòng là không về. Không về. Ông Tư cũng nhớ đường về dưới mà đúng không? Nhớ. À, lúc những ngày đầu đi thì cái cảm giác nó nhớ con lắm. Tại vì ông Tư là người rất là thương hai đứa con của mình. Dạ. Thì lúc cái cảm giác lúc đó tại sao ông Tư lại không quay về? Bởi vì bên vợ tôi vậy cũng có chính quyền rồi giải quyết đó, rồi hỏi chứ giờ không được chân á. Rồi cũng tranh đua với người ta, tôi mừng mướn đào đất chết để mẹ mua thâu băng về ba cũng chữ cái bỏ về xứ. Ông Tư bể đầu luôn hả? Ở bữa hôm con tôi nói đó. Anh cá tôi nói thà tôi chết chứ tôi không về, chứ hồi đó tôi cũng về. Tôi nói rồi mà tôi có đi về dữ vậy đó, tôi có vợ, có con vậy tôi ở dưới chứ chết thôi chứ không về trên này. Mà về trên này thì cũng không có bà con hỏi nhưng mà cũng là quen biết rồi, cũng cô bác này cũng nhiều đó. Thương quê đó về đây rồi đi mừng mướn rồi ai cũng mến trọng chứ. À, có nghĩa là sau khi đi bộ đội về về dưới có lập gia đình à, thì ông Tư sẽ dự định là mình sống ở dưới đến chết thì thôi. Dạ. Tại vì ở trên này cũng không có người quen nữa. Dạ. Chỉ có hàng xóm thôi. Hàng xóm dưới cũng hàng xóm dưới bên vợ rồi thôi, còn đây là hàng xóm không. Vậy con muốn biết là cái ngày mà ông Tư mà đi bỏ ra đi đó thì ông Tư sống ở đâu và sống như thế nào? Thì cũng đi mừng mướn chỗ này rồi đấy, mừng mướn chỗ kia, là xã này qua xã nọ, tỉnh này qua tỉnh nọ, đi tục kia. Hôm bữa ông Tư có nói là lúc còn nhỏ là anh Sầm Hưng á là đeo ông Tư đeo dính luôn, nhưng mà tại sao lúc ông Tư bỏ đi á là mà ông Tư không có quyết định làm anh Sầm Hưng đi theo? Bị bên vợ tôi không cho. Với vợ tôi không cho, nói giờ nếu mà anh không nghe lời em thì anh đi, thì giờ con để lại cho em nuôi. Người lớn đó, nó muốn về anh thì về, cũng muốn ở với em thì ở. Thành ra con còn quá nhỏ. À, đến thời điểm bây giờ thì ông Tư với bà Tư cũng đã lớn tuổi hết rồi. Dạ. À, gần đất, gọi là gần đất xa trời á, cái tuổi bên gần cuối đời luôn. Đúng thì, rồi. Đối với ông Tư thì ông có thể nào ông bỏ quên được cái bỏ cái đó qua sang một bên để mà ông có thể về sống cùng con mình không? Không, tôi bây giờ quyết định, tôi nói là tôi chết nằm bệnh viện trị đó, cũng được. Dạ, tôi không có mong là tôi gì chứ. Chén ướp chung sống thế nào cũng thua. Có.
việc con lo không rồi hỏi như con gái tôi đó, Cẩm Hường lo đi. Lo rồi vợ để tôi mua một gói thuốc, tôi đâu bằng được. À, con mua cho cha gói thuốc. Đó, thì là thằng rể nó cũng buồn. Đó, cũng chạm tự ái với nó. Là ông Tư suy nghĩ vậy nên ông Tư không có gì với vợ? Không. Cô bác đây cũng bà nói là con nói vậy đúng, ông bà à, nghe con nói vậy là đúng. Chứ giờ con thì nó quyết định là nó nuôi cho con được đó, nhưng mà con nghĩ cái mức đó thì đúng. Mà cũng tùy con có muốn về về không về, tùy con chứ bác cũng là ca ngợi con để mà suy nghĩ cái đầu óc con vậy thôi. Quyết định là không có về rồi hả? Không về, giờ chỉ có. Chỉ ao ước là có được chiếc ghe mới. Chiếc ghe mới rồi là xong. Giờ ghe sống, tôi, ghe tôi giờ nó rụng chân rồi. Chứ xong nữa. Hả? Uống là liêu biêu nữa. Sao ông Tư không muốn trọ? Hả? Sao ông Tư không muốn trọ? Muốn trọ hỏi với Tiền không có, không có ăn, Tiền không có ông rối rồi đấy. Giờ mới trọ, Tiền đâu trả cho trọ. Bây giờ nếu như mà có người hỗ trợ cho ông Tư tiền trọ nguyên cả một năm thì ông Tư chịu không? Rồi một năm thì nó cũng vậy thôi, giờ tôi sốc lêu biêu vậy cũng khỏe hơn muốn nhà trọ nữa. Nhà trọ rồi tôi cũng đâu có làm gì được ra tiền. Đó. Rồi dầu lửa, nước mắm hoặc cùng này nọ rồi. Phải tốn thêm tiền điện. Tiền điện, tiền này kia, nước nâu rồi. Nhưng mà bây giờ chú đi lại đâu dễ không chú Tư? Đi thì không nổi. Đi không nổi hả? Đi thì cũng đi được, nhưng mà đi cũng chậm chậm, mà nó muốn chậm nổi chậm hả? Nếu mà sáng giờ ông Tư về đi nhặt cho cha về rồi có ăn cơm chưa ông Tư? Mới ăn miếng cơm rồi nè. Mới ăn rồi. Dạ. Ông Tư ăn miếng gì? Thì khá mua mà miếng thịt đó. Tối ngày hôm đó thì tối ngày đêm gặp chị Hường thì ông Tư suy nghĩ nhiều không? Cũng suy nghĩ cho con nhưng mà suy nghĩ nát. Nếu mà về dữ thì thải ca chạy thì tới vậy. Tôi không có đường về. Mà về rồi thì tôi là không chỗ ở đó. À giờ tôi có chỗ ở gì tôi cũng gắng tôm kỉnh rồi này nọ, nếu mà sau này có tiền thì mua ghe bự về, còn không có mua ghe nhỏ nhỏ ghe cũ người ta vậy đi chừng nào chết thôi. Nếu ghe cây này ghe tốt thì cũng mười mấy triệu, còn nếu mà như vỏ bự bự vậy thì hai mấy ba chục triệu rồi. Ông Tư muốn có một chiếc ghe mới. Dạ, tôi giờ mong ước tôi được cái chiếc ghe mới thôi, là tôi nguyện dòng đời tôi rồi tôi chết cũng tôi cũng không biết là buồn gì đơn tâm mà không có suy nghĩ gì tất cả. Chỉ cần một chiếc ghe mới thôi. Dạ. Ông Tư có nhắm được cái chiếc nào chưa? Tôi cũng đâu có tiền đâu mà ngắm, thì giờ mình thấy vỏ vậy phải rồi đó, nó không có nước nôi đồ này nọ. Nhưng mà cái vỏ thì nó lắc lư lắm, ở không được đâu. Cái vỏ đó nó vững lắm, bởi vì cái đít nó bằng. Nhưng mà còn nó không cái ghe này lắc nó dữ rồi. Cái ghe gỗ thì con thấy nó hay hơn là cái vỏ. Cái vỏ nó lắc lóc, nó xây sóng lắm. Nó không giữ được thăng bằng giống như chiếc ghe. Cái ghe này nó lắc ở vỏ tôi thấy đã đi rồi, chứ tôi có đi trong vỏ ta chơi rồi. Chiếc vỏ là ông Tư mắc chế thêm cái mái che trên. Ừ thì có gì đâu, mình hàng sắt bên bè gì đó, như chiếc bo bên gì đó. Đó rồi mình làm cái mũi che miếng mà hiu sọc cái bên sông cũng khỏe rồi. Chứ có gì đâu. Ông Tư có bao giờ nghĩ rằng là mình được gặp con mình không ông Tư? Sau cái ngày hôm gặp chị Hường? Thì cũng mong ước con nó bằng có tiền bây giờ đó lên thăm tôi, coi tôi chết sống vậy được rồi. Chứ tôi không muốn ước gì chứ. Tôi nói thiệt luôn. Vì nhất là tôi mong ước nó đi về thăm tôi. Hai là tôi phải được chiếc ghe cho nó vững vàng, cái giờ lâu quá nó mục cây bị cái tạp nữa. Giờ nó lủng nát chứ nữa, nó chét tùm lum chứ nữa, lủng cái mũi này cũng hết trơn, và mũi này lủng cái ông này luôn. Như vậy là ông Tư mắc rét rồi, mắc tắt nước hoài. Đêm đâu ngủ yên được, nằm mơ mà ăn chút rồi ngồi dưới tắt nước rồi. Là bây giờ ước mong lớn nhất gì
cha con không không buồn lòng mà không mít lòng mà bên nào hết trơn. Thì nó khỏe đâu. Ông Tư sợ về dưới thì đi tới đi lui không được. Ông Tư có muốn đi về dưới Cà Mau một lần rồi quay về không? Tôi cũng muốn đi nhưng mà tôi thấy đi cũng... Có nghĩa là ông Tư muốn về dưới thăm lại một người nào đã từng gắn bó với ông Tư không? Thì tôi là chỉ là thăm con vậy thôi. Tôi là thăm chỉ để ở bữa hai tôi cũng trở về này. Bây giờ con và Đạt sẽ giúp cho ông Tư đi về Cà Mau một chuyến. Đi một, hai ngày đi về, ông chịu không? Nhưng mà chịu nhưng mà qua Tết rồi. Đến thời điểm này luôn, con sẽ giúp ông Tư thực hiện ước mơ đó liền luôn. Ước mơ liền luôn. Tôi chưa biết là được. Mình đi về, mình thăm con cái của mình trước Tết. Thăm những người mà đã từng như ông Tư đã nhắc ở trong cái video clip trước á. Yeah. Ông Tư nói ông cô thím Năm hay là ai đó rất là thương ông Tư á. Vợ của chú Chín hay gì không? Cậu Chín. Ừ, vợ chú Chín. Chú cục giò đi đổ yeah. Cục khác đây rồi. Lúc ông Tư tự cãi thì chị đó rất là can ngăn, chị can ngăn. Ừ. Là ngang ôm tôi là ra tôi cũng bị lúc mà mấy em tôi mà nên tôi cũng vẫn chơi sẵn sàng. Ông Tư là ngày xưa đi bộ đội nên có võ mà. Thì tôi cũng có mở võ vì tôi đi bên trinh sát mà. Thôi bây giờ những cái chuyện đó cái quê mình, cái gia đình mình, những người mà mình lúc đó mình thương yêu đó mình gặp mặt lại một cái thì tụi con sẽ tụi con từ Đồng Tháp xuống đây. À, tụi con sẽ giúp cho ông thực hiện những cái ước mơ có thể là hỗ trợ ông đến đâu được hay đến đó. Và đối với tụi con á thì ông Tư giống như một người ông của con nha. Nhưng mà tụi con thì có ông của con thì cũng đã mất rồi thì và thấy cái hoàn cảnh của ông Tư như vậy, có những cái ước mơ nó vẫn còn đang dang dở, có những cái ước mơ muốn thực hiện nhưng mà lại chưa có điều kiện thực hiện được. Thì ngày hôm nay á có cái phương tiện nó đi lại nó dễ dàng hơn thì tụi trước mắt tụi con sẽ giúp cho ông Tư thực hiện cái ước mơ đó là về lại Cà Mau một chuyến, một hai ngày về thôi để xem cái cuộc sống ở Cà Mau nó như thế nào, và sau đó sẽ kêu gọi sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân có thể cho ông Tư một cái chiếc ghe mới. Ông Tư thấy như thế nào? Tôi giờ mong ước ở đây cô bác hay là trong phái đoàn Mạnh Thường Quân cô bác nào giúp được tôi cái ghe là tôi mong ước vậy thôi, chứ tôi không mong là gì dưới vài ngày hay gì vậy. Con tôi nếu lâu lâu nó giờ nó biết tôi rồi đó, nhớ tôi là về thăm thôi. Tôi mong ước nhiều thôi chứ tôi không còn gì nữa vậy. Dạ, con cũng không có muốn về lại nơi xưa không tôi? Không. Mong ước chờ được cái ghe đừng có nước, đang tôi ngủ yên, tôi tự tôi làm tôi ăn, giờ nào chết thôi. Ví dụ như ông Tư thì ngày gặp, ví dụ ngày gặp bà Tư hay là em vợ của ông Tư thì ông Tư có thể gặp những người khác. Con có cho ông Tư có thể nhìn lại nó thay đổi như thế nào sau 31 năm ông Tư ra đi. Thôi tôi bây giờ cũng cho con, tôi cũng cho số điện thoại đó, thì giờ điện nói chuyện cho thì chắc là tôi không muốn gì chứ. Đó rồi đó là như con tôi thông qua rồi đó, là bạn bè tôi rồi đó, thân thích bạn gái bạn trai đó, thì cũng cho số điện đó là để hỏi thăm qua lại rồi chơi vậy thôi. Tôi mong ước giờ được ghé cuộc sống tôi đã yên tĩnh, đêm tôi ngủ được, ăn được, ngủ được, chừng nào chết thôi. Tôi giờ chỉ nghĩ nát chứ không còn cái đường nào nữa. Ông Tư có hoạch định gì ra cho thời gian sắp tới của mình không? Không có hoạch định gì cho, chỉ là mong ước ghe rồi vớt, cố vớt. Giờ còn ta chân còn mạnh, chỉ yếu hơi giờ thôi. Đó, thì tôi cũng bơi gác bơi vớt để là tự tạo là sống vậy thôi. Trong ghe ông Tư hiện giờ là có còn thiếu gì không? Tư còn thiếu cái gì mà mình cần xài mà mình chưa mua được? Tôi không còn thiếu gì chứ.
Bây giờ gạo thì cô bác nó cũng cho, giờ cũng còn dư mười mấy ký hoài hoài vậy. Bột mì rồi ta cũng cho, có khi 5-3 gói, có khi 10 gói, khi nguyên thùng. Đó. Gạo ông Tư còn nhiều không? Còn cũng được 6-7 ký, 7 ký. Hiện nay ông Tư còn được nhiêu tiền? Thì bán hổm có 100 ngàn đó, còn được tới mấy chục ngàn bạc này, mua đồ ăn rồi mua ga rồi. Cho con mượn coi. Với hai, với quân thủ mua giấy số coi, cầu ngoài chúng rồi mua cái ghe. Cầu ngoài hả? Đó. Con được 40. Điếm hết đi ông Tư, điếm hết đi. Còn 58 ngàn à. 58 ngàn. Bao nhiêu đó thì mình sẽ sử dụng chi phí được bao nhiêu ngày? Thì ăn hết đồ ăn, thì hết thuốc, hết ga thì là mua bao mình ga thì dắt 5-6 ngày thì hết ga rồi. Thì dắt 5-6 ngày nếu được nhiều bán nhiều. Tư chỉ dắt cái đoạn đường khu vực vòng vòng ở đây cách phạm vi bao nhiêu cây số không Tư? Từ đây xuống tới dưới giáp Sóc Trăng đó, Ganh Hạt đó. Dạ. Rồi dắt ra chợ. Như nước này thả thuốc ra chợ thì đậu phải tới nước, còn sớm mình canh nước, còn sớm mình bơi về đây đậu thôi, là thận nước mình đi trút dưới nữa, trút dưới thì mình ngủ dưới, ngủ dưới khi nó tròn cho mình ờ mình về. Từ mấy giờ ông Tư đi chứ? Thì sáng 7 giờ là nước lớn như nào đi nãy à. Vậy là mình bơi chiếc ghe này luôn hả chú Tư? Dạ đi ghe bơi ngồi chút mũi móc móc vậy. Mỗi chuyến dớt vậy là mình thì nước xuôi gió xuôi này thì đến ra từ chợ đi xuống dưới cũng 5-6 cây số vậy. Dạ. 5-6 cây số. À. 7 giờ ông Tư bơi dớt tới mấy giờ? Thì dớt đây tới dưới rồi dớt dưới Sóc Trăng rồi cái đậu đó nghỉ cơm nước vàng cái ngủ cái trời chiều cái nước rồng một ngày nè, nước chiều này nè thì thả vậy. Con biết rằng là cái đoạn đường ông Tư đi á có rất là nhiều căn nhà họ cách cặp mé sông. Dạ. Và cái nếp sống sinh hoạt của người miền Tây của mình á là họ sống cạnh cái dòng sông, ăn uống thì thường người ta đem vào bếp ăn cho nó mát luôn. Dạ. Thì cái cảnh người ta sum họp, ta đoàn tụ với nhau dùng những bữa cơm. Dạ. Có ông bà cha mẹ con cháu cười nói gôm gã trên nhà thì ông Tư lại lủi thủi ở dưới lại cái chiếc xuồng đơn độc của mình. Yeah. Lặng lẽ vớt từng ve chai. Yeah. Thì không có con cái, thậm chí cái tuổi của ông Tư là tuổi ăn dưỡng mà không có con cái thì lúc đó ông Tư nghĩ suy nghĩ như thế nào? Tôi thì phải mà tôi nghĩ phải tôi nuôi nó hồi còn nhỏ tới bây giờ thì con tôi chắc nó cũng không có chứ ghế tôi đó đâu buồn bị tôi bỏ con tôi hồi còn nhỏ rồi bây giờ con tôi được lập gia đình giờ có con. Đó, rồi vợ chồng giờ cũng là không yên định, ly tan rồi. Rồi giờ con nuôi còn nhỏ thế nào cũng có chồng nữa. Rồi có chồng nữa thì gặp thằng rể mà nó biết điều thì tôi còn thoải mái chút. Nó không biết điều thì nó chửi tôi, đuổi tôi rồi tôi về thì tôi về. Đó. Ngoài cái gì ước nguyện là ông Tư có được chiếc ghe thì ông Tư có ước mình được đặt chân đến điểm nào không? Tôi chỉ là cũng được chiếc ghe, cũng sống lang thang gì, muốn đậu đâu đậu, nghịch nước thì cũng đậu đâu đậu. Còn cái điểm này thì tôi đậu để thường. Bởi vì đó tôi cũng sống quê hương mà cái sống với sao ruộng á giờ ở giữ vuông cá cho người ta đó, vuông cá dồ luôn này nọ đó. Ông Tư có nói ở clip trước có nói với con là trước đây thì sau khi ra đi ngày hôm đó thì sau này cuộc sống ông Tư cũng có một người tình mới. Ông Tư có một cái người bạn gái mới đúng không? Và người đó thì chơi ông nghèo quá nên thành nữ là gia đình không có gả cho ông. Đúng. Thì từ đó ông chặt ngón tay là ông không nói không với vợ nữa. Không với vợ mà không quen bạn gái. Tại sao mình quyết định như vậy ông Tư? Bởi vì tôi là mong ước rằng là tôi nói là bởi vì sống
hồi tôi đi còn trai thanh niên ở nhà thì cũng quen gái nhiều lắm, nhưng mà hẹn ngày về là cưới một cô nhưng mà chưa định cô nào, nhưng mà rốt cuộc tới mãn cái vụ về thì có chồng chưa đó, tức mình mới đi theo bạn bè rồi về Cà Mau mình mướn rồi mấy bạn tôi đi về cái tôi cũng quen bạn rồi với rủ ở chơi ăn Tết rồi nọ, rồi bắt đầu cái mấy ông làm việc đó mới bị tôi đột nhiên về mà, rồi bắt đầu là mới cho tôi vô làm việc đó, làm việc rồi từ từ tôi mới cưới vợ tôi đó. Chứ thôi đâu tôi cũng chưa có định cưới vợ nữa. Tính làm việc chừng nào là về hưu thì ra nhà nước lo, mà mình đi cưới vợ rồi mình nghỉ việc luôn mà không làm nữa. Mê làm ăn nữa mà làm giàu diễn ra. Từ lúc mà ông Tư đi rồi xuống chiếc ghe sống tới giờ, ông Tư giữ cái số tiền nhiều nhất của ông Tư là nhiêu được? Trời ơi, nếu mà cao lắm mà cỡ là 400-500. Mà tự bị bệnh tới giờ đó là nhà nước đâu có cho đám ma, đám dỗ, đám cưới gì đâu có cho, ăn nhậu gì đâu, ra chai bọng gì không có mẹ chứ. Cái lúc trước chết 2-3 bữa là bán được 100 ngoài 200. Lễ kinh bây giờ người ta cũng giữ cái vệ sinh người ta đó. À, dạ thưa ông Tư, thì hôm nay tụi con xuống á, thì tụi con có dịp xuống đây á, gặp lại ông Tư. Cái mục đích duy nhất của con á là, và cũng như tất cả mọi người, cô bác với anh chị á, đó là muốn ông Tư về lại bên con của mình, để cho con của mình có được cái cơ hội để mà báo hiếu cho ông Tư về những cái lúc về già. Tôi nói giờ vô tôi dứt khoát là tôi chết, tôi nằm bên việc trị đó. Không lẽ nhà nước không cho tôi để thú không? Chết không về luôn. Chết về là không về. Mà con nó... Nhưng mà muốn làm ông, con hỏi ông Tư lần nữa nè. Con muốn về dưới một lần rồi về không? Không. Về dưới một lần thôi, về Cà Mau một lần. Không, giờ cản tôi giờ yếu quá, nó tê bại, giờ tôi đi không được. Thì giờ tôi về dưới đó, tới lết luôn, thì bên chợ tôi coi ra gì. Leo lên xe con chở. Không, rồi chở về dưới, rồi ở dưới chơi, rồi tôi ngồi đó, lết tới lết luôn, rồi bên chợ tôi coi ra gì. Lúc tôi còn thời thì cũng làm việc, làm cán bộ, đồ ngang dọc, mà giờ là 7 tuổi rồi một chỗ, rồi bên chợ tôi coi ra gì, mà nghèo khổ nữa. Là từ chỗ đó chú Tư mặc cảm nên chú Tư quyết định không về giới luôn hả chú? Dạ, đúng. Thôi thì tụi con cũng chỉ biết khuyên ông Tư như vậy thôi. Dạ. Còn về cái việc sống thời gian là sau này là của ông Tư. Dạ. Và ông Tư sẽ cảm nhận được rõ nhất có nên về với con mình hay không? Tôi là quyết định là tôi nói không là không. Dạ. Cũng... tôi là sống như vậy đó, nó khỏe cho lương tâm tôi, chứ về thì cháu rồi về nọ thì mình cũng thương mến cái dục cái kia, đâu phải xa lạ gì đâu, nhưng mà rể con rồi này nọ là dâu con rồi nọ tôi không muốn, bởi vì tuổi đời tôi giờ tôi cũng đi đây đó, tôi cũng biết nhiều cái tình trạng như vậy rồi. Đó, thành ra giờ tôi đã lâm vào tình trạng của ta đó. Thôi thì hôm nay á, con có dịp quay trở lại đây. Dạ. Con cũng đã có nói với là sẽ cố gắng hỗ trợ cho ông Tư để kết nối, có thể giúp cho ông, mong rằng là sẽ giúp cho ông Tư được một cái chiếc ghe mới. Dạ. Thì ngày hôm nay á, thì biết ông Tư cũng không có còn cái chi phí sinh hoạt sử dụng hàng ngày nữa. Dạ. Thì con thay mặt cho một chị giấu tên ở bang Florida của Mỹ. Dạ. Gửi trao cho ông Tư 2 triệu. Yeah. Để mà ông Tư có thể mua những cái vật dụng sinh hoạt thiết yếu hàng ngày. Yeah. Cũng như là làm cái chi phí trang trải trong cái cuộc sống của mình. Yeah. Mong ông Tư một ngày nào đó tốt đẹp hơn thì ông Tư sẽ chỉ cần quay lại xem một lần thôi. Cũng dù sao thì cũng 30 mấy năm rồi. Yeah.
Cũng gần ấy năm xa cái nơi mà ông Tư đã cũng từng gắn bó 5 năm rồi. Mong ông Tư quay trở lại, tụi con sẽ được cố gắng hỗ trợ ông Tư. Nhưng con rưu của họ nó có hứa, nó nói mà con về rồi nói với cháu, con là cháu của cha đó thì để khi nào điện liên lạc nhau thì cha muốn về thì con chạy lên cướp đó. Chị Hường cũng có nói, anh Sầm Hưng cũng có nói là sẽ lên thuyết phục ông Tư thêm một lần nữa. Thì không gài điện không được. Dạ thì thôi bây giờ chắc có lẽ là tụi con sẽ cố gắng tiếp tục gắn bó với ông Tư một hai ngày ở tại chỗ này. Để mà cho ông Tư đạt cũng có một cái số để mà mua vật dụng cho ông Tư. Và sẽ cùng với ông Tư trải nghiệm thử một ngày ông vớt được bao nhiêu tiền ha. Cho tụi con ngồi lên ghe ông được không? Nghĩ ghe về nước quá à. Một đêm bán là 4-5 lần đó. Dạ. Mà lũng mấy lỗ bự thì gắn lên bờ đắp xi măng. Dạ. Còn mấy lỗ nhỏ nhỏ giờ hết xi măng rồi, bây giờ chét đất gì không nè. hết tiền mua xi măng luôn rồi. Ừ nè. Dạ. Chét một đất không đó thủ một bồn đó. Dạ. Thôi vậy con xin chân thành cảm ơn ông Tư. Dạ. Đã tâm sự với con những cái câu chuyện mà ông giấu kín nó cũng đã từ mấy mươi năm nay rồi. Dạ. Cũng đã cho tụi con biết thêm về cái cuộc sống của ông, một người xa xứ sống lên đên như thế này. Con chúc ông Tư sức khỏe, an lạc. Và chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân cũng như là cô tên ở bang Florida ở Mỹ đã hỗ trợ cho ông Tư cái chi phí để ông Tư sử dụng trang trải trong cái cuộc sống hàng ngày. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau. Cô với chú gì đó bên cô bác xa gần có lòng hảo tâm thì giúp cho tôi được mua được chiếc ghe là tôi cảm ơn nhiều lắm.